cha dẫn đưa mỗi ngày. Ngài luôn chở che hoài, Chúa ban cho bình an. Và khi cơn phong ba quanh đời con bước đi xa Ngài. Quyền năng trong lời Chúa mang về. Dạ, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta bước vào thì giờ ngợi khen thờ phượng Chúa, tôi xin phép đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 13 câu số 8. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và cũng trong Thi Thiên 62 câu số 6, câu số 7. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu của cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Ngài là vầng đá của mỗi một chúng ta và Ngài cũng là vầng đá của bao thời đại. Dạ, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen thờ phượng Chúa. Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thank you.
tình. Hôn tôi Giêsu đem đặt cho hóc đã vững an, bóng linh thánh che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu tôi trong chỗ thâm uyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh. Tình thay cánh thiêng che trùng khiến bình tĩnh thay. Cảm ơn Chúa, Ngài là đấng gìn giữ mỗi một chúng ta. Ngài lấy cánh tay Ngài mà che phủ, che chở mỗi một chúng ta. Và cảm ơn Chúa. Thì giờ tiếp theo xin trân trọng kính mời sư kèm tiếp tục chương trình trong việc chúng ta học lời của Chúa. Xin trân trọng kính mời mục sư. Kính chào tất cả quý tôi tớ của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta kính chào đội số 7. Số 7. Số 7, 17, 27. Dạ, chúng ta sẽ cùng với các tội tớ của Chúa đội 7 học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Dạ, kính mời. Dạ. Dạ, kính mời đội 7, mục sư Yến cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa luôn. Dạ, tôi xin cầu nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng con luôn hầu việc, là đấng mà chúng con luôn tôn cao và chúc tụng. Chúa ơi, quả thật duy nhất chỉ có một mình Ngài là xứng đáng để chúng con ca ngợi. Chúa ơi, Ngài là đấng đem tình yêu của Ngài, lòng thương xót dư dật của Ngài đã rải khắp tới mỗi một cuộc đời của chúng con. Mỗi một ngày chúng con chỉ biết ca tụng Ngài, mỗi một ngày chúng con chỉ biết nói đến danh của chính mình Ngài. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn tình yêu cao quý của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì một buổi sáng phước lành Ngài đã ban cho chúng con, là một lần nữa chúng con được quy tụ dưới bề chân của chính mình Ngài. Chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài, hát ngợi khen Ngài và chúng con cùng nhau học lời của chính mình Chúa. Chúa ơi, nguyện xin Thánh Linh của Ngài vận hành trong buổi học kinh thánh của học lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Chúng con cần Thánh Linh Ngài đến. Ngài là đấng dạy dỗ, Ngài là đấng bày tỏ, Ngài là đấng nhắc nhở. Nguyện xin Ngài cũng sức dầu trên bài học của chúng con trong buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Thánh Linh Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con, chỉ bày chúng con những điều mà Ngài muốn dạy chúng con trong buổi sáng hôm nay. Con cảm ơn Ngài. Con xin dâng hết thảy tất cả quý mục sư trong cánh tay năng quyền của Chúa và dâng buổi học kinh thánh sáng hôm nay trong bàn tay năng quyền của Ngài. Sự tế trị thuộc về Ngài. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin được chúc phước dư dật của Ngài trên hết thảy công dân của chính mình Ngài. Con cảm ơn Ngài. Và giờ này chúng con hiệp lại là một con nguyện trong danh Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Xin gửi lời chào hết thảy quý mục sư trong một buổi sáng tốt lành. Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta lại có cơ hội ngồi chung với nhau ở dưới bệ chân của Chúa để học chung lời của Ngài. Sáng hôm nay mời quý mục sư, chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 3, bắt đầu từ câu 22 đến câu 30 ạ. Giăng đoạn 3, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 22 đến câu 30 ạ. Dạ, tôi xin đọc lời của Chúa. Kế đó, Đức Giêsu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Enon gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục, và môn đồ của Giăng có cãi lại với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng mà nói rằng: Thưa Thầy,
kia người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đan mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đứng làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giang trả lời rằng vì chẳng từ trời ban cho thì không một ai, người nào có thể làm chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy, không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần mà nghe người khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải giá lên, ta phải hạ xuống. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Qua phân đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, chúng ta cùng sao suy ngẫm ở câu đầu tiên, ở câu 22, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đi cùng môn đồ của Ngài để đến đất Giu-đê, và Ngài tiếp tục giảng dạy về nước Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi. Và lời giảng dạy đầy năng quyền của Ngài, chính sự sáng của lời Ngài đã đưa nhiều người đến với Ngài, và Ngài ở đó một thời gian để làm báp têm cho họ. Và đồng thời Giăng cũng rao giảng sứ điệp về sự an năng và làm phép báp têm. Ở đây theo như Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở Enon gần Siliem, và lúc bấy giờ thì người ta thấy Giăng cũng làm phép báp têm, và sau đó bây giờ họ lại thấy Chúa Giêsu cũng làm phép báp têm. Đó là cũng một cái lý do mà theo như câu 20 làm cho chúng ta thấy rằng có một môn đồ của Giăng có một sự tranh cãi với người Giu-đê về lễ tinh sạch, hàm ý là về lễ báp têm. Có thể họ thấy rằng là trước đây họ đã từng thấy Giăng làm phép báp têm, và bây giờ họ lại lại thấy Chúa Giêsu cũng làm phép báp têm. Có lẽ họ có thể tranh cãi là báp têm của ai sẽ là báp têm đầy quyền năng, báp têm có thể là có giá trị hơn, trỗi hơn và tốt hơn. Họ có một sự tranh luận như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng môn đồ của Giăng mới đến nói với Giăng rằng: thưa thầy, ở đây môn đồ đến nói với Giăng rằng là: thưa thầy, người mà thầy đã gặp bên kia sông Giô-đanh đó, người mà thầy thường làm chứng là chiên con của Đức Chúa Trời, hiện đang làm phép báp têm và cả dân đều đến với Ngài. Và nhờ họ nói rằng là ở trước đây môn đồ của dân họ thấy dân làm báp têm, bây giờ họ lại thấy Chúa Giêsu làm báp têm, họ có một sự tranh cãi như vậy. Họ đến họ nói với dân rằng là chính người mà đã ở cùng dân, người mà dân đã làm chứng là chiên con của Đức Chúa Trời đó, bây giờ cũng đang làm phép báp têm và nhiều người trở lại với Ngài. Họ nghĩ rằng là họ trông đợi rằng họ sẽ có một chờ đợi nghe được một lời trả lời từ nơi ông Giăng. Họ nghĩ rằng ông Giăng sẽ trả lời rằng là có lẽ báp têm của ông Giăng sẽ là trỗi hơn, sẽ là tốt hơn, sẽ là có giá trị hơn. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng ông Giăng không có chú ý về mình, ông Giang không coi mình là một người quan trọng, ông Giang không nói là báp têm của ông Giang là trỗi hơn hay là có giá trị hơn, nhưng điều mà ông Giang trả lời rằng là ở đây cho chúng ta thấy ông Giang trả lời như thế nào ạ? Vì chẳng từ trời ban cho thì không một người nào có thể làm được. Ở đây ông Giang muốn nói rằng nếu mà không bởi Chúa thì ông không làm được bất cứ một điều gì cả, và tất cả mọi điều ông đã làm được đó là bởi Chúa ban cho ông. Ông là một người sống trên đất này và ông chỉ làm việc trên đất, ông không có thể làm gì được mà nếu Chúa không ban cho ông. Và ở đây chúng ta thấy rằng ông Giăng có một điều ông đã tôn cao Chúa ở nơi đây. Ông đã tôn cao Chúa và ông đã hạ mình xuống. Và ông lại nói tiếp như thế nào? Ông nói rằng là chính các ông cũng đã làm chứng qua những điều ông đã nói. Và ông đã nói gì? Nếu chúng ta trở lại với đoạn 1
Ủa, trong gian đoạn 1 á, thì chúng ta thấy rằng khi mà các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông có phải là Đấng Christ không? Có phải là Eli không? Có phải là tiên tri không? Thì ông trả lời như thế nào? Ông không phải là Đấng Christ, không phải Eli, cũng không phải là tiên tri. Như vậy họ hỏi ông là ai? Ông ấy xưng nhận ông là ai? Ông nói như thế nào? Ông trả lời rằng ông là như là tiếng kêu trong đồng vắng để dọn đường cho Chúa, y như lời tiên tri Esai đã nói. Ông chỉ là một người được sai đến để dọn đường cho Chúa mà thôi. Và họ nói rằng nếu ông không phải Eli, không phải tiên tri thì tại sao ông làm phép báp têm? Thì ông Giang trả lời như thế nào? Ông Giang trả lời rằng tôi chỉ làm phép báp têm bằng nước, còn đón đến sau sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và ông cũng nói rằng là ông không xứng đáng để mà xách giày cho Chúa, ông không xứng đáng mà hầu hạ Chúa nữa. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng ông Giang đã thật sự hạ mình, hạ mình và tôn cao Chúa. Và nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta đọc hết đoạn thì chúng ta thấy ông nói như thế nào. Nói rằng là trong câu 31, đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Ở đây ông Giang muốn nói rằng là Chúa Giêsu Ngài là từ trời đến, Ngài là đấng tối cao, Ngài là đấng gồm tóm trong mọi loài, Ngài là đấng siêu việt, quyền thể trị thuộc về một mình Ngài. Và ông Giang lại làm chứng rằng chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm chứng những điều mà Ngài đã nghe và thấy, nhưng không ai tin Ngài. Nhưng ở đây ông Giang lại nói rằng là Chúa Giêsu là đấng được Đức Chúa Trời sai đến để mà giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời ban cho Thánh Linh và ban cho một cái uy quyền tuyệt đối. Vậy ông Giang nói như thế nào? Ai nghe và tin thì người đó sẽ được có sự sống đời đời. Người đó sẽ có sự sống đời đời. Và ở đây chúng ta thấy rằng một lần nữa ông Giang lại tôn cao Chúa. Ngài là đấng đến từ trời, Ngài là đấng được sai đến thế gian, Ngài là đấng được sức dầu, được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh và được ban cho một uy quyền tuyệt đối duy nhất chỉ có trong Ngài. Ai tin thì có sự sống đời đời, ai không tin thì người đó sẽ không có được sự sống đời đời. Và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó. Và ông Giang khẳng định một cách rõ ràng như vậy. Cảm ơn Chúa. Qua bài học sáng hôm nay chúng ta thấy rằng Giang đã tôn cao Chúa và đã hạ mình. Và tất cả những điều ông đã làm, ông đã được sai đến. Ông là một người được sai đến để dọn đường cho Chúa. Và tất cả mọi công việc ông làm, mọi công việc mà ông đã thành công, và ông nói rằng là bởi từ Chúa, từ nơi Chúa. Nếu không bởi từ Chúa, ông không có làm gì được cả. Ông chỉ là một người bình thường, một người sống trên đất này. Ông làm được mọi sự là bởi từ nơi Chúa. Cũng một lẽ đó mà ngày hôm nay chúng ta có thể học hỏi rằng bởi ân điển dư dật của Chúa, bởi lòng thương xót của Ngài, Ngài không những đã cứu chúng ta và Ngài lại chọn chúng ta được dự phần trong công việc của Ngài. Có thể ngày hôm nay chúng ta đi làm chứng, chúng ta đi gây dựng hội thánh, chúng ta có thể là làm báp têm cho nhiều người, cầu nguyện cho người bị bệnh, cầu nguyện cho những người bị quỷ ám và vân vân vân, làm những điều, tất cả những điều mà chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng tất cả mọi công việc chúng ta làm được đó là bởi Chúa. Nếu không bởi Chúa thì chúng ta không có thể làm được bất cứ một điều gì. Vậy vì đó mà chúng ta không có cớ mà để khoe mình. Chúng ta làm là bởi từ Chúa. Và mục đích của ông Giang của Giang thì như thế nào? Mục đích của Giang là ông hết sức một mực để mà rao giảng sứ điệp và làm phép báp têm, làm tất cả mọi thứ. Mục đích chính của ông là muốn dẫn dắt những tội nhân về với Chúa mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một mục đích của mỗi một chúng ta.
Trách nhiệm của chúng ta, công việc của chúng ta được Chúa kêu gọi. Ngài sức dầu trên mỗi đời sống cho chúng ta. Ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta làm mọi thứ để đưa tội nhân về với Chúa. Và chúng ta làm được mọi điều đó chỉ nhờ bởi Chúa mà thôi. Tại sao tôi nói điều đó? Thưa quý vị, khi mà tôi học qua một phân đoạn kinh thánh này, sáng hôm nay tôi muốn đưa phân đoạn kinh thánh này chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Cũng là tôi muốn quý mục sư dành thì giờ để mà cầu nguyện cho khu vực của chúng tôi đang ở. Ngày hôm nay khu vực chúng tôi đang ở, có lẽ là khi mà họ đến, họ đi chưa đến đích, chưa hết con đường họ đi mới có thể là mất có một nửa đường họ đã dừng lại. Mà khi đã dừng lại như vậy thì mình cũng dẫn dắt họ cũng một nửa đường mà thôi. Tại sao ngày hôm nay tôi thấy ở trong khu vực tôi đang sống, có những lúc tôi cũng cầu nguyện với Chúa. Khi mà tôi đi tham dự trại hè, tôi thấy các em thanh niên thờ phượng Chúa rất là mạnh mẽ, họ thờ phượng Chúa hết mình. Tôi cũng ao ước và những mấy em mà đi tham dự họ về cũng khao khát, cũng cầu nguyện tại sao ở quê hương của mình là không có được những điều đó. Tôi cũng cầu nguyện, nhưng tôi nghĩ lại, có những lúc có một điều nó đã ảnh hưởng đến hội thánh là vì là họ không đến thật sự đến với Chúa, nhưng mà họ chỉ dừng lại với tổ chức, họ chỉ dừng lại với một người dẫn dắt họ cũng như là một người lãnh đạo của họ. Và qua đó dân sự ở đây á thì nhiều người họ không có thể đọc kinh thánh được, họ chỉ nghe những gì mà những người dẫn dắt giảng dạy mà thôi. Cũng vì đó mà họ đã dừng lại ở nơi đó. Cái điều mà họ tìm kiếm tổ chức, tìm kiếm những người lãnh đạo đó là nhiều, nhưng khi mà nói tìm kiếm Chúa thì rất là ít. Dường như khi mà nói Chúa đối với họ rất là xa vời, không biết Chúa là dường như không biết Chúa đang ở đâu trong cuộc đời. Cũng vì điều đó mà tôi nghĩ rằng chính cái linh đó đã ảnh hưởng trên dân sự của Chúa, trên các em thanh niên. Khi mà nói ngợi khen Chúa thì các em dường như còn có một cái nào đó trói buộc, các em chưa được thật sự tự do. Tôi nghĩ điều đó, cho nên ở đây tôi phải nói, khi mà nói tìm kiếm Chúa thì đó là một điều rất là khó, nhưng mà khi mà tìm kiếm một điều gì đó thì tại sao như vậy? Vì cứ họ cứ nghĩ rằng tôi đã làm được điều này, tôi đã làm điều kia, tôi đã làm cái này, tôi đã làm cái nọ, đi với tôi cho cái này, đi với tôi cho cái nọ, đi với tôi cho nhờ nguyện. Thì khi mà nói như vậy thì dân sự họ cũng nghĩ đi với người đó, đi với tổ chức, đi đến với người đó là mình sẽ được này, sẽ được nọ, sẽ được kia. Thưa hội thánh, xin lỗi thưa quý mục sư, theo tôi nghĩ rằng đối với một người lãnh đạo thì đương nhiên mình rất là biết ơn họ, vì họ là người đã giúp mình, dẫn dắt mình đến với Chúa, và họ đã nuôi nấng mình từ khi mình nhận biết Chúa cho đến khi mình trưởng thành. Mình rất là biết ơn họ, mình yêu mến họ, mình thương ý, mình rất là kính trọng họ. Nhưng tôi nghĩ rằng để mà bày tỏ lòng biết ơn họ thì khi mình đã trưởng thành, mình sẽ cùng người lãnh đạo của mình để mà cùng nhau xây dựng hội thánh. Chứ dù mặc nào người lãnh đạo của chúng ta có thành công đi đến đâu chăng nữa, họ cũng không có thể thay thế vị trí của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Cho nên ở đây cái điều mà tôi thấy mà chúng tôi đang gặp ở đây đó là điều đó rất là nhiều. Cho nên là dân sự, phải nói là phần đông là dân sự ở khu vực chúng tôi đang ở, dường như nó là tìm kiếm Chúa rất là hiếm hoi. Và khi mà tôi học được điều này, tôi thấy là dân đã hạ mình và tôn cao Chúa, và tất cả mọi điều ông làm được ông cũng nói là bởi Chúa mà ông làm được, chứ ông không có làm được điều gì cả. Khi mà ông dân có một sự hạ mình như vậy thì trong lời của Chúa, trong dân đoạn 14 đoạn 4 xin lỗi trong Gia Cơ đoạn 4 câu 10 chép rằng
Người nào mà hạ mình trước mặt Chúa thì chính Chúa sẽ nhấc người đó lên cao. Cảm ơn Chúa. Và đây bài mà tôi học được sáng hôm nay, tấm gương của Giang để lại. Ông đã hết mình một mực để mà rao giảng sứ điệp ăn năn và làm phép báp têm cho dân chúng và đưa những tội nhân trở về với, đó là mục đích của ông, trở về với Chúa. Và tôi học được rằng sáng hôm nay tôi cũng vậy. Nếu mà tôi làm được bất cứ một điều gì, đó chính Chúa đang làm. Tôi làm được, tôi cầu nguyện cho ai được chữa lành, chính Chúa là đấng đem đến sự chữa lành. Tôi không làm được gì cả. Và đó cũng một bài học cho tôi. Và tôi mong rằng quý vị sẽ dành thời giờ nhiều hơn để cầu nguyện cho quê hương của chúng tôi tại nơi đây, để Thánh Linh của Chúa mở mắt lòng của họ, để họ nhận thấy rằng tất cả mọi công việc làm đều là bởi Chúa, để họ có thể dẫn dắt dân sự đến với chính mình Chúa, để rờ được Ngài, nếm được Ngài, kinh nghiệm được Ngài, để họ có được một sự tự do trong sự thờ phượng Chúa, và họ thật sự tìm kiếm Chúa và gặp chính được Ngài. Đó là điều mà tôi mong ước quý vị cầu nguyện cho khu vực của chúng tôi. Qua bài học sáng hôm nay, điều mà tôi học được là chúng ta phải hạ mình và Chúa là đáng phải được tôn cao. Và mong quý vị cũng dành thời giờ cầu nguyện cho khu vực của chúng tôi để cất đi cái linh của tôn giáo ra khỏi, cất đi cái tôi ra khỏi, mà tôn cao duy nhất chính mình Chúa. Và chính Chúa Ngài cũng nói rằng ở trong gian đoạn 14 câu 6, Ngài là đường đi và lẽ thật, không bởi Ngài không có một ai đến cùng Đức Chúa Trời được. Và duy nhất chỉ có một mình Chúa. Nếu mà miệng thì nói tin Chúa mà không thật sự đến với Chúa thì tôi nghĩ đó là một điều rất là vô ích. Và mong quý vị dành thời giờ cầu nguyện cho quê hương của chúng tôi, cho nơi khu vực mà chúng tôi đang sống, để chúng tôi thoát khỏi những cái linh đó, để cho dân sự của Chúa thật sự đến với Chúa, tìm kiếm Chúa và kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn nữa. Dạ, tôi xin hết. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chính dân bắt tiếp và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì ông cũng đã có một câu nói là nếu không phải từ trên ban cho thì không một ai có thể làm được điều gì cả, nên là Chúa muốn là tôi tớ của Ngài, là những người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải có tâm tin khiêm nhu hạ mình giống như dân bắt tiếp. Và chúng ta biết rằng dân bắt tiếp được chính Chúa Giêsu giới thiệu là vị tiên tri vĩ đại nhất cựu ước. Vĩ đại là vì sứ mạng của ông vô cùng quan trọng, là sứ giả của vua thiên đàng. Vĩ đại vì cái tâm tình khiêm nhu, cương trực và chân thật của dân Baptist. Và chúng ta học được bài học buổi sáng hôm nay, để muốn nhắc nhở cho chúng ta, mặc dù có một sứ mạng vô cùng quan trọng và đã làm được rất là nhiều việc lớn lao cho Chúa, nhưng mà dân Baptist đã không có lên mình kiêu ngạo, mà dân Baptist đã hạ mình trước Chúa, và những công việc ông làm chỉ là ơn ban cho ông mà thôi. Nên nếu chúng ta có làm được công việc này, công việc kia, hoặc chúng ta có kết quả trong công việc hầu việc Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có xem những điều đó đó là công trạng của chúng ta, mà đó chỉ là ơn Chúa ban cho chúng ta. Nếu không bởi ơn Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta không làm được một điều gì cả, để chúng ta luôn luôn ở trong sự hạ mình và chúng ta luôn luôn để tránh cái sự kiêu ngạo, vì sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại sẽ theo sau. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì bài học rất đắt giá qua gương của một sứ giả vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là Giăng Baptít. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Và buổi sáng hôm nay chúng ta một lần nữa, và chúng ta sẽ cùng hiệp ý kính mời mục sư Gia Hiền, và mục sư Gia Hiền sẽ dâng lời cầu nguyện, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục mà suy gẫm lời của Chúa. Chúa, cảm ơn mục sư Gia Hiền. Và thì giờ còn lại kính mời quý tôi tớ của Chúa, chúng ta tiếp tục để chúng ta suy gẫm trong cái phân đoạn mà chúng ta vừa được mục sư Yến và chúng ta cùng suy gẫm.
Và chúng ta tiếp tục quan sát, tiếp tục xem xét xem Chúa muốn nói với chúng ta điều gì qua phân đoạn này nữa. Dạ, kính mời quý vị tới với Chúa. Dạ, tôi xin rước ở quý sư. Dạ, Ở đây kính là mời Mr. Lim. Chúa soi sáng cho tôi là suy gẫm về Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bắp tem này là trước đây là ông trước đây là Chúa Giêsu đã chịu phép bắp tem của Giăng Báp Tít. Giêsu 30 tuổi chịu phép bắp tem của Giăng Báp Tít. Chúa Giêsu đã trở nên xác thịt rất là lâu. Từ mới sinh đến Chúa Giêsu thi hành chức vụ là 30 năm lâu. Nhưng mà người ta thì không có biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Rằng thì biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Không phải là biết theo ý ông, mà rằng là đầy dẫy Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Cảm ơn Chúa. Nên là Đức Thánh Linh cho ông biết, cho Giăng Báp-tít biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Vì cái đó ông hạ mình xuống. Tôi được nhắc nhở trong Côrintô đồng nghị 12, nếu mà không cảm Côrintô nhất 12, nếu mà không cảm Thánh Linh không ai xưng Chúa Giêsu là Chúa. Không phải là tự nhiên là ông dân ông biết Chúa Giêsu, xác thịt ông không thể nào biết Chúa Giêsu được. Tuy rằng là ông là con của thầy tế lễ Sacheri, cũng là dòng Levi, thầy tế lễ, nhưng mà ông không nói là tôi là thầy tế lễ. Ông nói là tôi được sự mặc khải tiếng kêu trong đồng vắng. Ông không xưng ra là ông là dòng dõi thầy tế lễ, tuy rằng là bố của ông là thầy tế lễ Sacheri. Đây là rất là quan trọng. Khi mà mục sư Yến nói là cầu nguyện cho xứ sở của mục sư, đó là phải cần Thánh Linh thăm viếng để họ biết Chúa Giêsu, họ biết Chúa, biết lời của Ngài, để họ tôn thờ Chúa Giêsu thật sự. Ở đây là trước khi mà Chúa Giêsu bắp tem, ở đây là sau khi Chúa Giêsu bắp tem là thì được các môn đồ câu 35 đoạn 1 và 35, ngày mai dân ở lại đó với hai môn đồ mình, nhìn thấy Đức Giêsu đi, Chúa Giêsu đi ngang qua bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe nói lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Này là không những là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu là của lễ, chiên con của Đức Chúa Trời, của lễ là đấng cất tội lỗi của thế gian này. Cho nên là ông Chúa cảm động cho ông rất rõ biết về Chúa Giêsu, cho nên ông rất là hạ mình xuống, rất là hạ mình xuống. Dù môn đồ của dân trung thực là: kìa người mà Chúa Giêsu, người mà thầy làm bắp tem bây giờ họ cũng làm như thầy đó. Vì đối với môn đồ của dân thì chưa có rõ điều đó, tưởng là Chúa Giêsu là người bình thường thôi. Nhưng mà đối với dân thì nhận ra Chúa Giêsu không phải là người bình thường, Chúa Giêsu là con Chúa Trời, Chúa Giêsu là của lễ, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi, Chúa Giêsu là đấng Messi. Đó không phải là bởi dân suy nghĩ riêng của ông, không phải là bởi dân, là bởi vì là con của thầy tế lễ, nhưng mà bởi Thánh Linh, bởi Thánh Linh mặc khải cho ông, bởi Thánh Linh ở trong ông và dạy dỗ ông biết về Chúa Giêsu. Chúng ta ngày hôm nay cũng thế, muốn hạ mình không phải là tự hạ, nhưng mà phải biết Thánh Linh mặc khải trong lòng của chúng ta, và chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, hầu việc Chúa đúng như điều Chúa mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa bằng phước quý mục sư theo Chúa dạy dỗ riêng cho tôi. Sáng hôm nay tôi suy gẫm thì Thánh Linh của Chúa nhắc nhở tôi. Chúa bảo. Cảm ơn Mục sư Liêm. Cảm ơn Mục sư Liêm. Và tại đây thì chúng ta cũng thấy được khi mà một người, ví dụ ở đây là Giăng Báp-tít đã làm phép báp-têm từ lâu cho
dân sự của Chúa rồi về sự ăn năn. Nhưng mà tại đây tôi đã thấy được đó là Chúa Giêsu cũng làm phép báp têm, giống như Chúa Giêsu cạnh tranh với cái công việc làm của dân báp tít. Cho nên có một môn đồ ở đây rất khó chịu, rất khó chịu về cái công việc này. Mặc dù cái môn đồ này biết dân làm chứng về Chúa, nhưng thay vì tin lời của thầy mình đến với Chúa thì người này đã tỏ vẻ khó chịu vì Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ. Và có câu kinh thánh là ai nấy đều đến cùng người, và tất cả nhiều người lúc đó thì đã đến với Chúa Giêsu. Nên qua những câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy rất dễ cho chúng ta khó chịu trước sự thành công của người khác. Mà nếu chúng ta chưa để cho Chúa làm chủ, giống như sư Liêm nói đó, chủ tấm lòng về cuộc đời của mình, thì giống như môn đồ này thì tưởng mình bày tỏ sự quan tâm bênh vực cho thầy mình, nhưng thực ra chính môn đồ này đã làm buồn lòng vì không tin lời của thầy mình, và lại còn gây cớ vấp phạm cho thầy mình nữa. Và dân Baptist đã trả lời ở trong câu 27 thì trả lời một cách rất là tổng quát, đó là sự ban cho của trên, ban cho từ trên, tức là ban cho từ 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 thiên đàng. Thì Đức Chúa Trời có sự ban cho khác nhau tùy theo từng người, không phải ai muốn cũng được, vì Chúa là đấng toàn quyền, toàn năng, Ngài hành động và biết điều nào là tốt nhất cho con cái của Ngài, tôi tớ của Ngài. Nên chúng ta cũng không có thể tự tạo ra, giống như một sư Liêm nó không có thể tự tạo ra kết quả thuộc linh, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho, vì Ngài là nguồn của mọi ân tứ mà chúng ta có cần ở trong Chúa. Cảm ơn sư Liêm, cảm ơn Chúa. Nên chúng ta tạ ơn Chúa vì cái bài học buổi sáng hôm nay. Chúa nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta có khó chịu với sự thành công của người khác, xin Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Có thể là có sự cạnh tranh với tổ chức của chúng ta, hoặc với tôi tớ của chúng, tôi tớ của Chúa trong liên đoàn truyền giáo chẳng hạn, thì chúng ta cũng đừng có khó chịu giống như môn đồ của dân này. Chúng ta tha anh Chúa. Dạ, kính mời quý tôi tớ Chúa chúng ta. Và tại đây thì các quý tôi tớ của Chúa, có thấy một điều nữa chúng ta cũng thấy từ nơi nơi ông dân Báp Tít. Và ông không có mạo nhận cái mình là Đấng Christ. Ở đây ông cho biết là ông không phải là Đấng Christ, và chúng ta biết là ông không có mạo nhận để tìm sự tôn trọng của con người. Và ông muốn nói rằng Chúa Giêsu mới là Đấng Christ, nên việc Ngài có nhiều kết quả không lấy gì làm lạ cả. Và do vậy thì chúng ta cũng ngày hôm nay thì mặc dù chúng ta đã tin Chúa lâu năm, nhưng mà có một ngày kia tôi cũng nghe thấy, và có một tôi tớ của Chúa thì rất hãnh diện về cái công trạng của mình trong việc hầu việc Chúa, rồi về học hỏi lời của Chúa, khoe khoang bằng cấp này bằng cấp kia, cũng có thậm chí có nói là tổng thì tôi không mơ, nhưng mà phó tổng thì tôi có thể làm được. Như vậy thì chúng ta học lời Chúa là để cho, trước tiên là để chúng ta có tinh thần hạ mình. Mặc dù có thể có chúng ta có bằng cấp này bằng cấp kia thì đó chỉ qua là những kiến thức, nhưng mà để có sự khôn ngoan từ trên, để có tấm lòng Ngài muốn có kiến thức kính thánh, là để chúng ta càng ngày càng hạ mình giống như dân Báp Tít, chứ không phải chúng ta về từ bằng cấp này bằng cấp kia, bằng cấp cử nhân rồi bằng cấp cao học rồi khoe khoang nói là tổng thì tôi không bơ, nhưng mà phó tổng thì tôi có thể làm được, mà phó tổng chắc chắn thuộc về tôi. Thì như vậy là chúng ta đã không có học được bài học của dân Báp Tít. Và nhiều khi chúng ta cũng thấy cái công việc của chúng ta làm là giống như cái sự nỗ lực riêng của chúng ta, không phải là ơn ba Chúa trời. Lời cả xin Chúa tha thứ. Theo chúng ta có tấm lòng như tôi tớ của Chúa mà tôi vừa nêu, thì chúng ta cũng khiêm nhu hạ mình trước Chúa. Ok, tôi xin lên. Cảm ơn mục sư Kem. Tôi xin giơ tay. Muốn bữa nay cảm quá, nói chuyện không ra, nhưng mà nghe mục sư nói tôi cũng được sự khích lệ.
Lời của Chúa, của mục sư Yến là người nữ tài đức, người nữ biết nhịn nhục, người nữ được Chúa chọn lựa và kêu gọi. Chúng tôi là những người nữ đi trước Chúa Giêsu, nhưng mà tôi nhận biết, tôi xin tuyên bố, giơ tay tuyên bố tôi là Báp Tích, tôi là dân Báp Tích. Là dân Báp, là dân Báp Tích mở đường cho Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, cuộc đời tôi khi mà biết Chúa, biết yêu mến Chúa, biết hầu việc Chúa cho tới ngày hôm nay và được nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay từ người con Yến, được khích lệ, đó là tôi tuyên bố tôi là một dân Báp Tích mở đường cho Chúa Giêsu. Cho nên khi đã mở đường cho Chúa Giêsu rồi, khi Chúa Giêsu đến rồi, thì tất cả mọi công việc đều giao trọn lại cho Chúa Giêsu. Mình phải thối lui ra và để tôn quý, tôn trọng chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, đó là Chúa Giêsu Christ cho tới ngày hôm nay. Thì mỗi chúng ta đều là những người mà Chúa yêu thương trước, và chúng ta mới biết tình yêu thương đó và đã dâng cuộc đời cảm tạ ơn Chúa và yêu thương Chúa và yêu thương mọi người xung quanh của chúng ta như chính mình. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở cho chúng ta biết nếu Chúa Giêsu không đến thế gian thì dân Báp Tích chỉ là dân Báp Tích, là một người mà được mọi người tôn trọng, nhưng ông đã đến theo chương trình của Đức Chúa Trời sắm sẵn và cứu nhân loại và ban cho nhân loại luôn cả cuộc đời của mỗi chúng ta được sống trong ơn điển của Chúa đến ngày hôm nay. Đó là Chúa, Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu Giáng sinh, và Ngài đã đứng đối diện trong cương vị ở trên đất này, đó là được dân Báp Tích mở đường cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu tiếp tục chương trình của Ngài, cũng như ở trong văn đoạn nhất câu 30, câu 32, đó là dân đã làm chứng điều này và đã thấy Đức Thánh Linh giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Đó là Chúa Giêsu đến và được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi Ngài có cái sự vâng phục, vâng lời, và môn đồ của Chúa Giêsu là được Ngài kêu gọi, đó là dân Báp Tích biết hạ mình, biết thối lui để Chúa Giêsu bước đến và vâng lời Đức Chúa Trời, và có sự vâng phục này khi Ngài nhận được Đức Thánh Linh. Đó là sự vâng lời trong sự hạ mình của một người đi trước, và Chúa Giêsu đã đầy tràn Đức Thánh Linh, đã nhận nhận chim bồ câu ngự trên đậu trên Chúa Giêsu. Đó là Ngài đã được sai và làm lễ báp têm bằng nước, có phán rằng đấng mà người sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên người là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cho nên đây là lời làm chứng, đó là con của Đức Chúa Trời. Thì mọi người chúng ta hầu việc Chúa, được Chúa kêu gọi trong sự hạ mình và vâng phục, giao lại những gì chúng ta làm tốt, làm đẹp, đó là Chúa Giêsu Christ đã được trọn vẹn và Ngài đã thi hành trên đời sống chức vụ của mỗi chúng ta. Đó là một lời mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta nhìn thấy cái gương của dân Báp Tích, cũng như tôi cảm nhận nhiều khi tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó làm cho mình bị khó chịu, nhưng mà nhìn lại cuộc đời mình, nếu mà tóm tắt lại thì thấy tất cả những gì mà làm được ở trên đất này, từ lúc mà tôi biết hầu vị Chúa đến ngày hôm nay, thì tôi xin tuyên bố tôi là một dân Báp Tích đã được Chúa chọn lựa và kêu gọi, và tôi đứng trong công việc công công chức vụ của tôi là dân Báp Tích mở đường cho Chúa Giêsu, và Ngài đang thi hành và hoạt động trên con đường mà chính tôi bước đi. Thì tôi nhìn thấy đây là sự vận hành của Đức Thánh Linh thật trên đời sống của Chúa Giêsu, và mọi điều kết quả đem sự đắc thắng về cho Chúa, đó là sự lo lắng, sự phiền hà, sự thiệt thòi của mình cũng như dân Báp Tích. Và đến khi người ta mai mỉa, người ta chặt đầu dân Báp Tích,
ông cũng chấp nhận cuộc đời của dân Báp Tích là như vậy để đem sự vinh hiển về Chúa Giêsu chứ không phải mình. Thì ông dân Báp Tích đó là Marie Thu. Xin cảm ơn Chúa, xin trả lời thời gian thì giờ còn lại một sự kèm. Tôi cũng xin được Marie đóng góp là một dân ít Báp ở Tích đây. của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa và cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được cái bài học mà Giăng Baptist đã để lại cho chúng ta, đó là ông chỉ là những người phục vụ, ông chỉ là những người lính dọn đường cho Đấng Christ là vua sẽ đến, và công việc của ông tức là dọn đường, và ông phải tôn cao vua của mình và giới thiệu vua của mình và dâng cho dân sự vinh hiển cho vua của mình chứ không phải cho chính mình, như mà tôi đã kể cho quý tôi tới Chúa cái tôi tới của Chúa kia đó. Ở đây là Giăng Baptist không có một cái, dù là nhỏ, nhưng mà Giăng Baptist luôn luôn dâng vinh hiển cho vua chứ không phải dâng vinh hiển cho chính cá nhân của mình. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn sư Maria. Tôi cũng xin được. Dạ, kính mời. Cảm ơn Chúa, hôm nay mục sư Yến chia sẻ về đoạn kinh thánh này. Tôi nhớ trong cái câu mà Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, thì trong nguyên nghĩa ở đây, trong tiếng Anh thì nói là Ngài phải increase, còn tôi phải decrease, có nghĩa là Ngài phải càng gia tăng lên, còn tôi cần phải càng giảm thiểu đi. Nói về sự sống của Chúa ở trong hội thánh hay ở trong mỗi chúng ta, là càng ngày sự sống của Chúa phải gia tăng thêm, còn cái tôi chúng ta càng phải tiêu biến đi. Trong con đường bước đi với Chúa thì chúng ta nhìn thấy nếu không có sự hành động của Đức Thánh Linh thì trong hội thánh đầy dẫy những cái tôi. Cái tôi học thức, cái tôi tôn giáo, cái tôi quyền lực, cái tôi khoe khoang về tri thức, đủ mọi loại, và hội thánh trở nên gỡ lạ. Thánh không còn thuộc về của Chúa nữa. Cô Yến nêu lên vấn đề về chưa thấy có sự thăm viếng của Chúa ở giáo hạnh sự thi, và giống như linh tôn giáo nó đang hành động, và nếu không có Đức Thánh Linh hành động thì chúng ta sẽ thay thế bằng sự lễ nghi, bằng tôn giáo, bằng việc là công đức, ngoài những cái hoạt động. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong trong sách Khải Huyền, khi Chúa nói về các hội thánh thì Chúa nói hãy viết cho thiên sứ của hội thánh này, của hội thánh kia, của hội thánh, thì Chúa sẽ nói là họ làm nhiều việc, họ làm điều này điều kia, nhưng mà người có tiếng là sống và là chết. Khi hội thánh nhiều hoạt động nhưng mà trước mặt Chúa vẫn là hội thánh chết. Rồi chúng ta thấy khi nói đến hội thánh Philadelphia, trong các hội thánh đó tôi thấy chỉ có hội thánh Philadelphia là Chúa lại khen. Chúa nói họ, ngươi có ít năng lực lắm, nhưng mà đã giữ lời ta, không chối dành. Rồi nơi họ ở là môi của quỷ Satan, nhưng mà họ có thể được đắc thắng vì những người đó sẽ đến và quỳ gối xuống trước ngai của. Nên chúng ta qua lời của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy khi Chúa đo lường một hội thánh hay một con người, không phải là công tác chúng ta làm cho Chúa bao nhiêu, nhưng mà là bao nhiêu điều đã làm ra với sự thì điều đó chúng ta mới là thắng Satan, thắng ma quỷ. Tại ma quỷ nó rất thích thú khi chúng ta cứ bận rộn, cứ làm nhiều việc nhưng mà không ở trong sự hành động. Và trong ngày sau rốt, ma quỷ là kẻ lừa dối. Nếu chúng ta không làm thì nó kiện cáo. Nếu chúng ta làm thì nó dẫn dụ chúng ta đi lại sai nghịch. Nên chúng ta thấy tại sao Chúa bảo Thánh Chúa là trở về lên phòng cao và cầu nguyện. Trong những giờ họ cầu nguyện đó thì Chúa bẻ gãy những xiềng xích, Chúa bứt đứt những sự sai trật, Chúa dọn tấm lòng của họ để họ là những cái bình bằng đất
sẽ được hưởng được của báu là chính mình. Nên chúng ta chuẩn bị cho một sự thăm viếng hành động thì chúng ta phải chiến trận trong sự cầu nguyện, bứt tức mọi xiềng xích ở vùng giáo hạt sử thi, xua đuổi mọi linh tôn giáo, mở mắt để những người hầu việc Chúa đó hạ mình xuống. Nếu chúng ta không thấy Chúa, chúng ta sẽ còn và bị kiêu căng bởi những kỷ niệm riêng của mình, và đó là điều ma quỷ ưa thích, thì nó sẽ làm cho mù lòng, mù kẻ lừa dối. Và càng chúng ta thấy ngày hôm nay trong thế giới sau rốt này, sự lừa đảo gia tăng, sự lừa đảo có bài mạng, có giấy tờ, mọi thứ lừa đảo linh quyền sẽ lừa dối. Và nếu hội thánh không ở trong sự cầu nguyện xin Chúa soi sáng thì chúng ta sẽ mất, chúng ta cũng đánh trận đánh gió đánh bá vơ. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện thì trong sự hạ lòng xuống thì chúng ta sẽ được Chúa này việc Giăng Báp-tít, ông được Chúa sử dụng làm người dọn đường cho Chúa. Ông có thể khoe mình vì tôi được Chúa chọn là người dọn đường, nhưng mà ông nói không, ngài phải dấy lên, tôi phải hành xử, ngài phải gia tăng thêm, tôi phải càng tâm tình của một người, tâm tình một người Chúa dùng vừa cầu thay cho hội thánh sự thi để bứt đứt mọi xiềng xích mà xin Chúa nâng đỡ trên cô Yên. Chính kẻ thù nghịch của thập tự giá chính là cái tôi của chúng ta, con người riêng của chúng ta, và chỉ có trong sự cầu nguyện, trong sự hành động của linh vùi giúp ta mới thắng. Cảm ơn mục sư Thảo. Và đúng như vậy, qua bài học sáng hôm nay thì chúng ta có thể ứng dụng cho cá nhân của mỗi một chúng ta. Chúa chỉ có thể được tôn cao khi chính chúng ta bằng lòng hạ mình xuống. Giống như ông Giăng Báp-tít là mỗi ngày Chúa phải càng được dấy lên và chính ông càng ngày càng hạ xuống. Thì đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta là tôi tớ của Ngài luôn luôn ở trong, giống như tâm tình của Giăng Báp-tít đối với Chúa thế nào thì xin Chúa ban cho chúng ta cái tâm tình đó. Tâm tình Chúa phải được tôn cao, chúng ta phải mỗi ngày mỗi hạ lòng, tức là có tấm lòng hạ mình xuống trước mặt Chúa mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cũng nhớ đến giáo hạt sử thi nữa. Ở trong vấn đề có nhiều, có quá nhiều tôi tớ đến và đi chỉ khoe khoang về những điều học thức, khoe khoang về những cái công trạng và làm những điều mà khoe khoang về chúng ta làm được nhà nguyện này nhà nguyện kia, nhưng mà không có thực sự đem lời của Chúa để làm cho dân sự của Chúa đó mỗi một ngày họ nhận biết Chúa nhiều hơn và hiểu biết Chúa nhiều hơn, mà lại đem khoe khoang những cái vật chất của đời này. Chúng ta cũng cầu nguyện để chúng ta cũng không có rơi vào tình cảnh đó, và chúng ta cũng cầu nguyện để chính Chúa là đấng có toàn quyền để làm việc cho tất cả các tôi tớ của Chúa hiện tại. Không phải chỉ riêng ở tại sử thi mà khắp nơi cũng đều có những cái điều như thế này. Chúng ta cùng hiệp ý kính mời một sư dân hạ. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng hôm nay Chúa Ngài nhắc nhở chúng con điều lẽ thật vô cùng quan trọng. Rằng khi chúng con bước đi với Ngài và hầu việc Ngài, Chúa ơi, chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con sai trật rất nhiều điều trong đời sống chúng con và trở nên miếng mồi của ma quỷ ở trong sự lừa dối của nó. Nhưng khi chúng con hạ lòng xuống trước mặt Ngài, ôi, thì Ngài sẽ hỏi chúng con. Nếu chúng con không được gặp gỡ Ngài, thì chúng con thật ngu dại, khoe khoang hết điều này đến điều khác, vì không nhận biết Ngài.
và linh hồn chúng con sẽ ở trong xin sự. Nhưng khi chúng con thấy Ngài, thì linh hồn chúng con được giải cứu. Khi chúng con biết Ngài, Ngài là ai? Ngài là ai? Chúa ơi, Ngài là vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Nhưng Ngài đã chọn con đường thập tự. Ngài đã tự hạ mình xuống, tự bỏ mình đi, mang lấy một thân xác như loài người chúng con, bị giới hạn, nhưng không hề phạm tội. Ngài có thể cảm thông với mọi điều của chúng con trong thế giới này, và Ngài giải cứu chúng con. Ngài không khinh bỉ chúng con, cũng không bỏ quên chúng con, nhưng Ngài lấy lòng thương xót như cha đối cùng con cái mình, vì Ngài biết rằng chúng con nắng nên bởi giống gì. Ôi, sâu nhiệm thay là tình yêu thương, thương xót lớn lao của Ngài. Và Ngài biết chúng con từ trong lòng mẹ. Ngài biết từng tư tưởng chúng con. Khi chúng con đi ra đi vào, Chúa biết mọi điều. Nhưng Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo. Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng con. Khi đồng bước đi với Ngài, Chúa đòi hỏi chúng con ưa sự công bình, ưa sự nhân từ, đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Ôi, nếu chúng con đang bước đi trong sự khoe khoang kiêu ngạo, là chúng con không còn bước đi với Đức nhân từ yêu thương chúng con nữa. Nhưng chúng con đã bị dẫn dụ bởi kẻ lừa dối là sáng, giả làm kẻ sáng láng. Ôi, nên xin Chúa cứu lấy hội thánh Ngài, cứu lấy mỗi chúng con, cứu lấy hội thánh Ngài tại các vùng, các giáo hạt, và đặc biệt cứu lấy hội thánh Ngài tại giáo hạt Sử Thi. Chúa ơi, xin Chúa đến và thăm viếng. Khi ánh sáng Ngài dọi đến thì chúng con nhìn thấy mọi sự sai trật của mình và mọi điều lừa dối của ma quỷ bị khơi bày, bị bứt đứt. Nhưng khi ánh sáng Chúa đến thì mọi rắn bò cạp, mọi kẻ nghịch thù bị vỡ toan, bị tháo chạy. Xin Chúa đem lòng nhờ cậy Chúa nơi các anh chị em đang hầu việc Ngài tại Giáo hạt Sử Thi, cũng như tất cả chúng con hạ lòng xuống cầu nguyện Ngài, gõ cửa cho Ngài, cho đến khi Ngài mở cho chúng con những cánh cửa không hề đóng được. Ôi, chúng con học tập theo Hội Thánh Philadelphia có rất ít năng lực, nhưng họ nhờ cậy Ngài, gõ cửa Ngài, cầu khẩn danh Ngài, và Ngài đã mở cho họ những cánh cửa không ai đóng được. Xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con biết rằng ngày nào chúng con kêu cầu cùng Ngài, kẻ thù nghịch chúng con phải thối lui lại đằng sau. Chúng con biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực chúng con. Rồi đang khi những ngày sau rốt này, giặc sẽ càng nên khốc liệt hơn, thì xin Chúa tâm tình của sự cầu nguyện cầu thay khắp nơi trong hội thánh Ngài, để chúng con đứng trong trận chiến và cầu nguyện và nhìn thấy mọi xiềng xích, mọi sự lừa dối giả dối của ma quỷ bị bắt mất đức, vì ma quỷ chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Chỉ một mình Chúa Giêsu Christ chúng con đến để chiên được sự sống, được sự sống dư dật, và chúng con phải giữ lấy sự sống Gioe của Ngài ở trong đời sống chúng con. Ngài phải gia tăng thêm và chúng con phải giảm thiểu đi, rồi để chúng con không tự binh vực mình, không tự biện hộ, không tự khoe khoang. Chúa ơi, phải đỡ trong sự bẫy dò của ma quỷ. Chúng con được đồng đi với Đấng yêu thương mình, bước đi trong sự hạ mình, khiêm nhường, và chính Chúa sẽ phơi bày cho chúng con biết cái tôi khoe khoang khoác lác, cái tôi kiêu ngạo, cái tôi hung ác. Chúa ơi, bao nhiêu điều quanh quẹo. Chúa ơi, để mọi điều trong con người chúng con được phơi bày ra. Chúa ơi, cái tôi tham lam, ích kỷ, ô uế, tất cả mọi điều. Chúa ơi, để chúng con được sự giải cứu từ nơi Ngài, và chúng con có thể kinh nghiệm chúng con dày đặc trên rắn bò cạp, mọi quyền kẻ nghịch dưới chân, và reo la hallelujah vì Ngài đã giải cứu linh hồn.
nên chúng con cầu nguyện xin sự giải cứu của Ngài đến trên Hội Thánh Ngài cũng như trên giáo hạt sử thi. Xin Chúa nâng đỡ trên cô Yến, tiếp tục giúp cô hạ mình xuống, đóng đinh con người cũ và chia sẻ mọi lời của Chúa với bầy chiên của Ngài, thiết lập những nhóm cầu nguyện, những sự dạy dỗ đúng mức trong lời của Chúa. Ngài phải dấy lên, tôi phải hạ xuống, Ngài phải gia tăng thêm, tôi phải tiêu biến đi, để tôi chúng con được tiêu biến trước mặt Ngài. Chúa ơi, và Ngài vui lòng bước đi. Chính đức tin chúng con nhận lãnh được nhiều, nhưng chính sự hạ mình khiêm nhường mới có thể giữ lại mọi điều Ngài ban. Và tiếp tục, khi người ta đến với Hội Thánh Ngài, người ta nhìn thấy vô số con người khác nhau, nhưng tất cả đều hạ mình để tôn vinh danh vinh hiển, và Ngài được vinh hiển. Ngài, Ngài cũng là chủ tể và Chúa là vua trong Hội Thánh Ngài. Tôi xin thương xót và giúp đỡ để con tin chắc Ngài sẽ đến và thăm viếng Hội Thánh Ngài trong mùa cuối rốt này. Xin Chúa giúp đỡ chúng con kiên trì bền độ trong sự cầu nguyện và cất bỏ đi hết những gì cản trở Hội Thánh Ngài trong mỗi đời sống chúng con. Xin Chúa viên vị không một điều gì có thể so sánh với sự thăm viếng của Ngài, sự hành động của Ngài, Đức Thánh Linh Ngài hành động và phước đức đẩy lùi mọi công việc quyền sự tối tăm, dọn sạch trong đền thờ của Ngài. Rồi để sự hiện diện vinh quang của Ngài trong ngày sau rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt. Vinh quang của Ngài đến và phô bày mọi thần tượng giả dối ra hư không, bị xấu hổ, bị quăng cho chuột cho dơi. Thao ước ngày đó, họ mắt được mở ra và chúng con sẽ chứng kiến vinh quang của Ngài. Kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ câm được nói, kẻ quỷ ám được giải cứu. Mọi sự lừa dối của ma quỷ được phơi bày ra trong Hội Thánh Ngài và thế giới này. Giúp đỡ Hội Thánh Ngài kiên trì trong sự cầu nguyện, kiên trì cho đến chừng nào Ngài sang hương công bình, đến chừng nào Ngài đổ lửa của Ngài trên đất. Nên xin Chúa thiết lập các vọng canh như Ngài nói chúng con, hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va chớ có nghỉ ngơi, nhắc Ngài lại gõ cửa Ngài khi Ngài đến. Nên xin Chúa viếng Hội Thánh Ngài thi với tất cả các giáo hạt, viếng thế hệ trẻ, mỗi bạn sẽ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cách riêng tư, kinh nghiệm quyền năng tẩy rửa, quyền năng lớn lao của Ngài để dày đạp rắn bò cạp, kẻ nghịch dưới chân, mọi quyền ma quỷ bị tháo chạy khi Chúa Ngài đi cùng. Chúng con không có kêu meo meo, nhưng mà chúng con sẽ gầm rú như sư tử của Giu-đa, vì Chúa chúng con là sư tử của Giu-đa, danh của Ngài là chiên con và cũng là sư tử. Nên xin Chúa giúp đỡ dân mọi sự vinh hiển, tôn quý, quyền năng, vương quốc thuộc về Ngài. Con đã thắng trong Chúa Giêsu Christ nhờ bởi đấng yêu thương mình. Và Hội Thánh Philadelphia đã được Chúa nói rằng Ngài binh vực họ vì Ngài yêu họ. Xin Chúa để chúng con kinh nghiệm sự đức thánh trong tình yêu của Christ, tình yêu thương. Xin sự ơn sức dầu sức mới Ngài lên đến trên hết tại các tôi tớ Ngài, đến hết tại các hội thánh. Kính lý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời các quý mục sư hiệp ý với tôi dâng lời cảm ơn lời của Ngài đến với chúng ta sáng hôm nay qua tôi tớ của Chúa. Ý muốn của Ngài là muốn chúng ta phải làm gì? Ôi Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con ơi, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là Alpha và Omega. Ngài là đấng từ trời xuống ban cho chúng ta lời
ban cho chúng con lời lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Cha nhiều lắm, sáng hôm nay Chúa ơi, qua lời của Ngài nhắc nhở đời sống chúng con. Ôi, nếu chúng con lại như dân Báp Tít, thì chúng con phải là người hạ mình xuống trước mặt Ngài. Ôi Chúa ơi, dân là những người, là người Đức Chúa Trời ban cho sai trước để dọn đường cho chính mình Ngài, là Giêsu Christ Chúa chúng con. Cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay chúng con học được, ôi Chúa, những tâm tánh của dân Báp Tít. Ôi Chúa ơi, chúng con chưa làm được những điều như ông đã làm được trước mặt Chúa, dọn đường trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa thương xót mỗi người một trong chúng con. Ôi Chúa ơi, có người chúng con luôn luôn, lúc nào làm được điều gì luôn luôn kiêu ngạo, kiêu hãnh trước mặt Ngài. Xin sự thương xót tha thứ, xin sự nhân từ thương xót của Ngài đến với chúng con, mỗi người một trong chúng con, để chúng con nhận ra mình là những người đã hạ mình chưa. Ôi Chúa ơi, xin Ngài mở mắt lòng chúng con để nhận ra sự sai lầm, sự kiêu ngạo, kiêu hãnh của chúng con mỗi người một. Xin Chúa nhắc chúng con lên, lúc nào mà chúng con hạ mình xuống trước mặt Ngài. Ôi Chúa, xin Ngài vừa giúp, ôi cho tôi tớ của Chúa khắp mọi nơi, chúng con là những người Ngài kêu gọi, Ngài đã kéo chúng con ra khỏi thế gian này để phục vụ nhà của Ngài. Ôi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con một tấm lòng thật sự. Ôi Chúa ơi, chỉ mình Chúa Giêsu là đấng cao cả trên hết mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài ban cho chúng con ơn của Ngài, càng thêm ơn mỗi ngày mà chúng con học với Ngài. Xin Ngài chỉ dẫn và dẫn chúng con đi theo lẽ thật. Và xin Ngài ban sự khôn ngoan, mở trí, mở lòng chúng con nhìn ra lẽ thật của Ngài, muốn chúng con nói điều gì, muốn chúng con bước đi như thế nào. Xin Chúa thương xót chúng con, cảm ơn Ngài. Vì mỗi ngày chúng con thấy rằng lời của Ngài rất là sâu đậm, lời của Ngài rất là khó khăn cho mỗi một chức vụ chúng con đang chia sẻ cho hội chúng của Ngài. Và tất cả những điều chúng con chia sẻ đó đã đúng theo lẽ thật của Ngài chưa, Chúa ơi? Xin Ngài thương xót và chỉ dẫn cho chúng con lại. Xin Thánh Linh của Ngài là đấng thần, là thánh khiết, là thần linh, là Đức Chúa Trời của ngôi ba. Ôi Chúa, xin Ngài chỉ dẫn chúng con, nhắc lại những điều mà chúng con đã học từ nay Chúa. Mỗi ngày chúng con cảm ơn Chúa, mỗi buổi sáng chúng con không luống nhân, mỗi buổi sáng Ngài luôn luôn nhắc nhở để sống, chúng con phải sống theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm ơn Cha nhiều lắm. Ôi Chúa, thì giờ này con dâng lời cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con lời lẽ thật, lời ấy Ngài đã đem từ trời về trên thế gian này để chúng con nghe và làm theo, bước đi theo gương mẫu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm và chúng con hiệp nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Từ khi con đi theo chân Giêsu, Cha dẫn đưa mỗi ngày, Ngài luôn chở che hoài, Chúa ban cho bình an. Và khi cơn phong ba quanh đời con bước đi xa Ngài, quyền năng trong lời Chúa mang về.